Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ nhận tài chính iGroup nhận 40 tốc cần UNI trên tốc cần UNI này đã list trên sàn Uniswap nha các anh em. Một tốc cần này khá là giá khá là cao nha các anh em. Để tham gia giá mỗi list phần link mô tả mình bấm nút start nè. Các bạn mở Telegram nha các bạn. Thường thì là máy gấp của Telegram. Rồi thì đầu tiên thì các bạn join vào hai kênh, một kênh channel và một kênh group nữa nè. Các bạn join vào nè. Rồi bạn bắt đáp lên nè. Cho nó sẽ join kênh đầu, join kênh đầu sao? Join. Mong các anh em thông cảm với các anh em, tại vì máy mình quá tợ nhiều rồi, nó không nổi luôn. Rồi sau khi các bạn vào kênh giờ, rồi các bạn vào nhấp vào mục xanh thứ hai nè, visit the site để đưa gấp trang nha tất cả các bạn. Hỏi gì đây, rồi bạn bấm tôi không phải là người máy. Mình ghét như là cấp cha này, thấy ghê luôn mình ấy. Vui lòng nhấp vào từng hình ảnh có chứa một chiếc xe máy. Xe máy đâu các bạn ơi. Ba chiếc xe máy nè. Bốn chiếc xe máy nè. Rồi bạn bấm nút kế tiếp nha các bạn. Năm chiếc xe máy nè. Sáu chiếc xe máy nè. Rồi mình qua dạo mình vui lòng vào từng hình có chứa một chiếc xe máy. Xe máy 1 nè, 2 nè. Rồi kế tiếp thưa các bạn. Rồi mình đã hoàn thành nha các bạn. Rồi bạn bấm submit. Rồi bạn bắt đáp lên nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào chat. Wow, vô coi lót nhanh nhanh chương. Để thời gian của mình và tất cả anh em quá. Nhiệm vụ nó có nhiều thôi các anh em, rồi tất cả anh em bấm vào EC20 Wallet nè. Rồi tất cả các bạn điền địa chỉ EC20 trên ví trúc Wallet MetaMask Intocan Miser Wallet. Thì mình dùng ví trúc Wallet tất cả các bạn, tại vì mình đã ăn thua với cái ví này nè. Rồi các bạn sao chép nha các bạn. Rồi các bạn mở bot Telegram ra tiếp tục nè, bạn bắt chép nè. Rồi bạn gửi nha bạn. Ồ nó đã vô tay nè. Rồi bạn bấm vào ghép link để lên ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân nha bạn. You can up 50 free Uniswap. Uniswap size. User. Rồi các bạn bấm vào quyết giao thôi các bạn. Ờ bóng bát thì chị em sẽ mình gục tiền liền luôn thứ được không các bạn. À, chưa chủ tiền các bạn ơi. Vậy video mình kết thúc, mọi thắc mắc thì không hiểu bạn nào comment dưới mình sẽ trả lời cho tất cả các bạn và hẹn các bạn vào những các bạn cái kèo này các bạn cố gắng tiền ghép nha các bạn. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn.